Xin chào anh em, hôm nay á, mình giới thiệu với anh em á, là một cái chiếc máy nhỏ gọn, nặng khoảng 7 kg, dài 80 cm, nhưng mà nó làm việc rất là hiệu quả. Nó dùng để phun bột quả, phun hồ dầu chống thấm, phun sơn chống nóng, phun sơn epoxy nền, phun gai sần hoặc là phun sơn hoàn thiện. Sở dĩ chiếc máy này á, là nó làm được nhiều việc như vậy á, là nguyên nhân á, là nó có rất là nhiều cái bét. Nó có tổng cộng á, là 6 cái bét phun đi kèm. Nó có cái 6 cái bét phun đi kèm, thì anh em á, muốn phun á, càng nhỏ thì lựa cái bét nhỏ, phun lớn thì chọn bét lớn. Cái thứ hai á, là chiếc máy này á, là nó có một cái ống phun đi theo máy á, là dài nửa mét. Rồi cái ống này, đó, nửa mét. Còn cái ống hơi này á, dẫn bột hay là dẫn sơn á, là dài 10 mét. Ngoài ra mình có tặng kèm cho anh em á, một cái ống dài 1,2 m để anh em phun trần. Nguyên tắc làm việc của cái máy này á, là nó được sử dụng á, thêm một cái tích hợp nữa là nó được điều khiển từ xa. Anh em cắm cái máy ở chế độ chạy thường trực, là bấm cái nút thường trực này. Rồi sau đó anh em điều khiển bằng remote khi mà mình ngồi xa cái chỗ mà chứa thùng bột hoặc là chứa thùng sơn, thì anh em dùng remote điều khiển. Đây là cái remote. Thì nguyên tắc làm việc của cái máy này á, là nó không kỵ tất cả những cái loại bột bị đóng cặn hay là những cái loại bột mà đánh chưa đều, thì nó có cái bích tải này á, là nó sẽ đánh lại một lần nữa, rồi sau đó bột nó sẽ đưa vô cái cụm này, là cái cụm đẩy bột. Đây, cái cụm này là cái cụm đẩy bột đó. Nó đẩy bột lên trên cái đường ống này và nó đưa lên tới trên này, để cho khi mình cắm cái máy này, mình cắm toàn bộ cái máy này vô thùng bột, là thùng bột nó sẽ được đẩy bột đi. Chiếc máy này á, là nó nhỏ gọn nhưng mà nó làm việc rất là hiệu quả. Nguyên tắc làm việc của nó là thế hệ mà mới, nó không có, nó dùng bột, bơm bột vào đường ống rồi sau đó dùng thêm một cái máy bơm hơi. Anh em phải mua thêm một cái máy bơm hơi gắn vào đây, thì lúc đó anh em chỉnh chỉnh bột theo ý mình và chỉnh cái lượng hơi phun ra theo ý mình. Nếu muốn phun thật mạnh thì anh em cho hơi ra thật mạnh, còn muốn phun yếu thì cho hơi ra yếu. Thì cái máy này có thể phun một lần là hoàn chỉnh luôn, không phải như những chiếc máy thủy lực đắt tiền 50-60 triệu. Nó dùng cái động cơ công suất rất là lớn, lên đến 4 kW, hoặc thậm chí là nó xài tới động cơ xăng hoặc động cơ 3 pha lên tới 7,5 kW thì nó mới đủ sức để mà bơm các cái máy bơm mà thủy lực. Nhưng mà lý do là ở ngoài công trình hoặc là ở nhiều nhà dân nó không có điện 3 pha, cho nên nó là cái chiếc máy thủy lực đắt tiền 50-60 triệu nó vẫn không có đáp ứng được, là do cái nguồn điện của mình là thường thường sử dụng điện 1 pha. Anh em ít khi nào mua cái máy điện 3 pha, cho nên dù mua chiếc máy đắt tiền nhưng mà làm việc nó không có hiệu quả. Khi mình phun là nó chỉ đạt được một cái lớp phun rất là mỏng, rồi sau đó mình phải phun đi phun lại rất là nhiều lần, giống như mình làm công việc có ba bốn hai ba lần thì nó mới xong. Nó làm cho mình rất rất thời gian, tốn rất là nhiều công thợ. Còn chiếc máy này bột nó đi riêng và hơi nó đi riêng, cho nên nó dùng hơi nó đẩy bột đi, cho nên mình có thể phun một lần là hoàn chỉnh luôn. Các cái đầu phun đủ nhiều, rất là nhiều cỡ. Các cái đầu phun này cũng rất là rẻ tiền và nó nhiều cỡ, từ cái cỡ nhỏ nhất là 0.05, 0.5 cho tới các cái cỡ khác, cho nên anh em có thể phun bột, phun sơn hoàn thiện, phun chống thấm, phun gai sần hoặc là phun hồ dầu để chống thấm, dễ dàng, dễ chọn lựa, rất là nhiều cỡ. Thì so với những cái máy đắt tiền thì cái máy này anh em chỉ cần có thể sắm một lúc nhiều cái để mình tác chiến ở nhiều khu vực, ở các cái công trình lớn. Còn sắm một cái máy thủy lực lên tới 50-60 triệu thì cũng không thể nào sắm rất là nhiều cái được. Còn cái máy này mình có thể sắm rất là nhiều cái, cho mỗi thợ một cái để họ làm ở từng khu vực khác nhau, thì sẽ đẩy tiến độ đi nhanh hơn và thu được lợi nhuận nhiều hơn. Trân trọng kính chào tất cả anh em. Chiếc máy này hiện nay công ty đang còn bán với cái giá khuyến mãi là 5,5 triệu, có tặng kèm thêm một cái cây phun dài 1,2 m. Riêng cái cây phun dài 1,2 m này á, là công ty bán á, là 600.000 đó. Cho một cái cây phun dài nó gồm có van rồi các cái loại cùm nối nhanh đó, để mình dễ dễ dàng á, tháo gỡ rồi vệ sinh. Anh em lưu ý là khi mình sử dụng
phun bột xong thì mình đổ nước vô trong thùng, rồi bắt đầu mình cho nước nó bơm ra để nó đẩy hết tất cả những cái bột ở trong đường ống hoặc là sơn trong đường ống nó ra ngoài hết. Rồi sau đó mình vệ sinh máy và cất giữ để qua ngày hôm sau. Anh em chỉ cần lấy một cái thùng bột đã đánh sẵn như vậy, rồi cắm cái máy vô, rồi cắm cái máy vào đây. Đó. Kiếm cái thùng mà nó dài hơn một chút nữa càng tốt, thì lúc đó là mình sẽ bơm bột vào phun. Đó, trân trọng cảm ơn anh em.